trình diễn của câu lạc bộ văn nghệ. Chương trình tiếp theo xin mời quý vị cùng đón xem bài nhảy Em Là Cô Gái Nông Thôn do câu lạc bộ dân vũ thôn nhà biểu diễn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ cho câu lạc bộ dân vũ. Em như muôn đông hoa trên cỏ non bên em tự sinh không phân trò. Khát khao và ước ao một ngày nào.